Thưa quý vị, sau 2 năm học phải liên tục gián đoạn thời gian đến trường do đại dịch Covid-19 bùng phát, giáo viên học sinh lẫn phụ huynh huyện Xuyên Mộc đang háo hức chào đón năm học mới 2022-2023 được dạy và học trực tiếp vì dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt. Công tác chuẩn bị cho năm học mới cũng được chính quyền địa phương, ngành giáo dục đào tạo Xuyên Mộc chuẩn bị chu đáo. Năm học 2022-2023, toàn huyện Xuyên Mộc có 69 trường mầm non và các bậc học phổ thông. Trong số này, 66% trường đạt chuẩn quốc gia. Các trường học đều có đầy đủ phòng chức năng theo quy định và gần 10 trường có hồ bơi, nhà thi đấu đa năng. Năm nay, huyện Xuyên Mộc có 3 ngôi trường xây mới đưa vào sử dụng với tổng kinh phí hơn 172 tỷ đồng. 23 trường học được sửa chữa nâng cấp với kinh phí hơn 70 tỷ đồng. 107 tỷ đồng từ ngân sách huyện cũng được đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy và học trong năm học mới. Năm nay thì thấy không khí các em chuẩn bị đón năm học mới rất là tốt. Phụ huynh, học sinh thì chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập rất là sẵn sàng. Giáo viên thì là tư thế của giáo viên cũng chuẩn bị rất là đầy đủ, thoải mái để bước vào năm học mới. Với trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh thì nói chung năm nay tu sửa lại cơ sở vật chất rất là khang trang đẹp. Nói chung các thầy cô rất là vui vẻ, phấn khởi. Toàn huyện Xuyên Mộc hiện có hơn 2.100 cán bộ giáo viên, trong đó 85% giáo viên đạt chuẩn. Do thiếu khoảng 76 giáo viên trong năm học này, nên từ hè 2022, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Xuyên Mộc đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện phương án điều động luân chuyển cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để đáp ứng yêu cầu cơ bản về nhân lực ở từng bậc học, địa bàn, yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đối với 5 khối lớp ở bậc tiểu học và trung học cơ sở. Cũng từ năm học mới, bậc trung học phổ thông chính thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 10, nên 5 trường trung học phổ thông trên địa bàn đã có sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực. Do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khóa 7 đã quyết nghị miễn 100% học phí cho học sinh mầm non 5 tuổi và học sinh trung học cơ sở hệ công lập lẫn tư thục. Tại huyện Xuyên Mộc, hơn 10.000 học sinh 5 tuổi và khối trung học cơ sở nhận được sự hỗ trợ này. Với học sinh tiểu học thì lâu nay đã được miễn học phí. Bản thân mình là phụ huynh của hai đứa nhỏ, thì học tiểu học thì mấy năm trước thì cũng được miễn học phí, cho nên là năm nay nghe thông tin là vẫn được miễn giảm học phí, cho nên là mình rất là phấn khởi. Nói chung là được sự quan tâm của nhà nước, mình cũng rất là cảm ơn. Huy động mọi nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục. Trước thêm năm học 2022-2023, các hội đoàn thể, doanh nghiệp, mạnh thường quân trong và ngoài huyện Xuyên Mộc đã trao tặng hàng ngàn suất học bổng, sách vở, xe đạp đến những học sinh nghèo. Nhiều trường học duy trì chương trình học sinh mượn sách vào đầu năm học mới nhằm hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo đủ sách để học. Thì trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh thì hàng năm á, thì vào cuối năm học thì nhà trường thường vận động học sinh đối với những cái bộ sách mình mà không sử dụng được á, các em lên lớp trên thì các em không có sử dụng nữa, thì những cái bộ sách mà các em không sử dụng á, thì các em tặng lại cho thư viện nhà trường và để nhà trường cho những học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn mượn để sử dụng. Một năm học mới đang khởi động, ngành giáo dục đào tạo Xuyên Mộc lại có thêm những niềm vui vì sự quan tâm sâu sát của các cấp các ngành chức năng từ tỉnh đến địa phương. Nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát, thầy cô giáo, các em học sinh trên địa bàn huyện Xuyên Mộc càng tự tin hơn, quyết tâm nâng tầm chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm học mới 2022-2023.